mừng mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh cá cảnh của mình. Thì đây là công việc buổi chiều của mình hả bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi rút trùng ha. Như mình đã nói rồi đó, thì mình cho ăn ban ngày, nếu mà có dư thì buổi chiều thì mình sẽ rút ra. Mình sẽ rút ra mình trữ ở ngoài, rồi sáng mình cho ăn lại, chứ mình không có để mà trùng ngâm ở trong cái hồ cá nha mọi người. Ít khi nào mình để cái trường hợp mà trùng ngâm ở trong hồ cá lắm. Thường thường thì chiều chiều vậy nè, mình sẽ đi rút ra hết. Thì hôm nay thì mình mời các bạn đồng hành của mình là đi sẵn xăm thăm mấy đàn cá buổi chiều, rồi sẵn mình đi rút trùng luôn nha. Mấy con trùng này bự quá nè, hất xuống dưới cho con cá lau kiến nó ăn nè. Kỳ này mua mẻ trùng hơi xấu mọi người. Hơi xấu một tí, trùng bự nhiều quá. Cá bảy màu nó ăn không được. Đó, bài này là bài AB Cosito nè mọi người. Đã chưa? Nay các bạn thấy nó lên bảng màu rồi, thấy mê không? Ha, hồi sáng nay mình mới vừa thu hoạch được một bầy cá con cũng AB Cosito nè. Mẹ tròn con vuông nha. Khá là đông luôn. Rất là đã luôn, dễ thương, dễ sợ luôn á. Đó, bầy cá con đó các bạn ơi. Hôm nay thì mình giải phóng cho được tới 3 bầy cá con lận. Mình giải phóng tới 3 bầy cá con ra hồ lớn lận các bạn. Đặng lấy mấy khay nhựa đồ lại, với lại hổng rồi nó cũng chật rồi, tương đối là chật rồi, số lượng cá con khá là nhiều á, cho nên là nó cũng chật, nên là mình thả có một bầy là mình thả hơi sớm, hai bầy kia thì mình thả nó vừa đúng lứa thả luôn. Bên đây là trống của AB Cosito nè mọi người, thấy thương ghê không, nay các bạn thấy nó lên đỏ đậm ghê không ha. Cá chưa tới 2 tháng tuổi mà bạn thấy quá đã luôn à. Đó, nhà nào ra cũng là thăm tụi nó trước tiên hết á, mình mê tụi này lắm luôn, thật sự cưng quá trời cưng. Chiều chiều mình đi rút trùng hết để sáng á cho nó ăn, để nó ăn được nhiều một tí, với lại cho mấy con cá của mình nó không có bị cái cảm giác mà nó ngán trùng. Tụi này là các bạn biết gì không, Ivory nha. Có mấy con đạt. Bên đây là rồng đỏ nè. Cũng rút trùng của nó luôn. Nè, mình rút mình đựng trong đây. Sáng mình cho lại thôi. Uno các bạn thấy không? Vô trùng cá nó uno luôn. Còn cái khoang dài dài nãy bạn biết của con nào không? Nè, nó nè. Đó. Cái khoang dài dài đó là của tụi lau kiến. Tụi này là AB Retro, còn được có cái bầy mà có mấy con á, mình thả ra nè, đây nó bự, để mình rút trùng ra luôn. Đó, bầy này là bầy cá con cũng AB Retro luôn nha, đánh trùng vô nè bạn, thấy nay nó uống nu luôn thấy không, mới vô hút cặn rồi sáng, thấy mấy cá lầu kiến nó ăn nó ị dữ quá, rút ra luôn. Đó, nay bầy này phát triển thấy ngon lành quá. Ha, đi qua đây mọi người. Qua đây. Cái này thì ở ngoài này chỉ có một con cá thôi. Con trống này để mình để trùng lưu hầm luôn, mình không có ấy. Ủa sao còn sót đây con nữa bạn? Vậy là hôm bữa nó đẻ mình vớt ra sót rồi, sót một con. Ha, vậy mà còn luôn á. Nó mình để cho nó ấy, nó dưỡng sức. Mỗi ngày thì mình sẽ đổi một lần trống. Cũng như là sáng mình sẽ vớt con trống này ra, rồi mình bắt con trống ở ngoài vô. Mấy con trống này nó hăng mái quá, cho nên là mình phải làm như vậy chứ để nó kiệt sức trống, nó mau kiệt sức trống lắm. Máng này hết trùng rồi nè, tụi này là co rét nha. À, hồi sáng này mình thả bầy này nè. Bầy này AB Retro luôn nha mọi người, mình rút cục trùng ra luôn. Bầy này cũng AB Retro luôn nha, mới thả hồi sáng. Bầy này là mình mới thả hồi sáng. Tụi này là co rét nha. À, trên này nước ngon hơn nước ở dưới. Tụi này coi rát. Tụi này là HP rát nè. Này u nu này nó bắt đầu nó lên màu rồi. Bắt đầu nó lên màu rồi mọi người. À, ở đây tụi này là mình nói cái bài mà mình thả ra hơi sớm á, là bài này nè, bài này là Ivory. Ivory nha, thả hơi sớm thấy nó cũng chật rồi đó, với lại hổm ra thời tiết cũng kém, mình sợ cái hồ dơ rồi cái cá con nó dễ bị bệnh ha.
Tụi này thì HP Red trùng mình mỗi lần cho ăn á mình ngắt cục mình chụp vô thôi, máng thì mình để ngoài. Ivory nè mọi người ha, trùng còn miếng tiết kiệm mọi người, lúc này trùng mắc lắm, trùng mắc da kêu luôn, trùng gì đâu mà tới 170.000 một ký. Ivory nha. Đó, công việc buổi chiều của mình lay hoay nè, full red mọi người, rút cục trùng của full red nè. Chiều là không cho ăn trùng nữa, nếu mà có cho ăn dặm thì chỉ cho ăn Artemis thôi, ăn trùng thì nó cũng tương đối là khó tiêu đó. Mai bỏ vô là bắt đầu là nó ăn cái gì. Ôi tụi này hết trùng rồi. Tụi này là full red, full red mình mới vừa tách trống máy ngày hôm qua. Rút cục trùng của nó luôn, cho ăn trùng. Chiều chiều mình thấy là mọi người nên rút trùng ra, rồi trưa trưa ngày mai bữa ngày hôm sau rồi cho ăn lại thôi, đâu có mất mát gì đâu, tốn chừng chút xíu công mà. Này là full red máy nha, bầy này là full red trống mới vừa tách trống máy ha. Ở đây mình còn bầy ấy nữa nè, bầy này là bầy HP Red. Cá HP Red này ngày 13 tháng 5, ngày hôm nay là mới là ngày mùng 2, ngày mùng 1. Ngày 1 trai thôi, 13 tới ngày 31 là 18 ngày đúng không? 1 trai là 19 ngày, chưa được 20 ngày. Bầy cá chưa được 20 ngày nữa nè mọi người. Bắt đầu lên màu rồi nè. Ẩn trống luôn rồi nè. Nè mấy con mà lên tay bơi đen là trống luôn á, ẩn trống luôn. Đã gì đâu luôn á. Thấy không? Là mình có ghi nè. Ha, 13 tháng 5. Đó. Cưng ghê chưa? Rồi. Xong. Ha, mình ra một bài full gold phía ngoài. Bài full gold nó một lát mình sẽ đậy lại. Cá còn khá là nhỏ cho nên là cũng không dám cho nó hưởng gió. Đó, bài full gold đó mọi người. Máng chưa có vô trùng. Cái máng xanh đó, cái hồ máng xanh đó, bầy đó mình mới vừa ra hồi sáng. Hai bầy lẫn chung hết một bầy, trong cái hồ đó tới hai bầy full gold lận á, chung hết một bầy đâu nha. Vào lại thăm tụi AB Retro một tí. Đấy AB si thu chứ, AB còn si thu, quá trời cưng luôn. Quá trời. Phải nói là cái bộ này đó là mình chơi cái bảng màu. Các bạn thấy cái bảng màu của mình không? Bảng màu cá của mình nó lên rất là đỏ luôn và lên đầu rất là đà, lên đầu cái bọt chà bá luôn không? Ha. Bộ gen này đó là lên full nha. Chỉ một bầy thì cao tay lắm chỉ có một hai con là mít đầu thôi. Ha, như cái bộ này là full luôn, không có con nào mít đầu hết. Đã gì đâu. Đó, cá mái quá chừng luôn. Chiều chiều ra thăm tụi nó đâu. Quên giới thiệu với mọi người, mình có thu hoạch một bầy HP Red con. Đây nè, mới đẻ. Mới đẻ nha, chưa cho ăn luôn. Mai mới cho ăn. Mai mới cho ăn nha. Ở đây mình còn con rồng mái nè. Rồng mái nè, không biết chừng nào đẻ nữa. Với lại con mái Ivory nè, không biết chừng nào đẻ luôn. Con mái này cái bụng hơi nhỏ. Đó. Chừng nào đẻ đẻ. Con mái gì lắm. Đó. Mình thích nhất là cái màu đỏ, bởi vậy nhìn mấy cái video của mọi người á, lên mấy con cá mà lên bảng màu đỏ đẹp á, mình mê lắm, thích lắm luôn, cực kỳ thích luôn á. Đó, rồi mấy con cá trống nè, u nu luôn nè, thấy chưa. AB coi si thu ha, bài này chắc tầm chừng 2 tuần nữa là mình có xe cho các bạn được rồi á. 2 tuần à, không ấy đâu, tụi này nó mau lớn quá. Tụi tụi Coret bên kia thì nó đang hoàn thiện cái bảng màu của tụi nó. Cá trống thì đang bắt đầu nhú tai, máy thì đã lên đầu rồi, ngon lành hết rồi. Ha, máy thì chỉ còn chờ nhú tai lên tai nữa là được. Đó. Bộ đó để mình nuôi lên coi coi nó như thế nào. Thì mấy bộ mà
coi rét trước mà mọi người, có mấy bạn bắt của mình hôm nay mấy bạn nó phản hồi lại đẻ có mấy bầy con quá trời đã luôn mọi người, lên đầu sâu dữ lắm luôn, thật sự rất là đã. Quá chừng không, thiệt ra chỉ là chấp mê chấp mệt với cái hồ này thôi, chứ không có cái hồ nào mà mình mê bằng hết. Hồ này là một, với lại cái hồ này tụi nãy thì ăn no rồi, nó hay trốn lắm, mấy con trống nè ăn no hay trốn lắm. À, bộ này nè, nè này là coi rét nha. Với lại mình mê ngắm nhất thứ nhì nữa, các bạn biết gì không? Đây để mình trùng này mình có chỗ trữ nè, trùng mới mua luôn nè mọi người, trùng mới mua nha, mới mua trùng nha, mới mua mới vừa rửa, nước hơi lạnh ha, mình sủa oxy, máy chạy hơi ồn thành ra mình tắt để mình làm video quá chứ, chứ là mình cho cái máy nó chạy á, máy đó là máy tích điện luôn. Mê cái bài này nè, full red nè, nay lên cái bảng màu quá chừng đã luôn nè. Đỏ lét luôn thấy không nè, đỏ lét luôn, đỏ quét luôn á. Thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Công việc buổi chiều của mình vậy là xong rồi đó, đi rút máng cho tụi nó, thăm tụi nó sơ cái là xong rồi, tụi nó khỏe hết là được rồi. Bye bye mọi người, hẹn lại mọi người vào video tiếp theo của mình.